Bạn muốn làm giàu? Lấy ngay Saver88.me. Hệ thống chất lẻ Momo uy tín, thanh toán tự động 5 giây. Tắt 1 ăn 2,5, tỷ lệ ăn cao nhất thị trường. Đường link mình để dưới phần mô tả nha. Dâu dâu dâu, bà con sầu. Chào mừng 500 anh em quay trở lại cùng em Minzy trong series bình luận PK lên server. Và đây là em Minzy đến từ server Taiwan anh em nhá. Mình xin nhấn mạnh là server Taiwan chứ không phải server quỷ quỷ. Và cùng đến với chế độ 100% độc chiêu của server Taiwan. 100% độc chiêu. Đừng quên 3 khung giờ nha, 11h, 15h và 19h. Ngoài ra anh em quý mình có thể like, subscribe kênh DMG YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cao em. Tôi được cập nhật tăng tải thường xuyên và update ở trên này. Vậy nhỉ? Thế đã được chưa anh ra? Thế đã được chưa? Đúng không? Rất nhiều những clip để cho anh em theo dõi. Còn bây giờ thì cùng đến với đối thủ đầu tiên nào. Ai sẽ đối thủ đầu tiên của em Minzy? Đó là Billy của xe 138. Mukai. Lính độc chiêu nó đốt cho thì ¡Suscríbete al canal!
Chưa mà để cho mình cặp long hổ vậy.
giấu rồi anh em ạ. Không nhớ tên nữa rồi nha. Oh.
không có là hình nào nào nãy giờ thì ra thổ yếu thế. Hãy đang bảo đam đông giết Mukai, vừa giết ta còn vừa sắp đao mình ở tân 10 luôn nha. Một trò hề mà. Kyo sao 160. Rồi gì hay hào áp một trong hai con. Ăn béo à? Hai giờ cùng để ăn béo đây. Chật vật lắm
lắm bạn ơi. Bạn không lấy tanh thì bạn sai rồi. バカめ Hey, come on, come on. How are you? Power attack! Em cười nhiều lít nữa, chịu thật. バカめ。これで。ぬるいです。おっ。パワーチャージ。おい。これ Athena, tôi sẽ vào 23. そうよ。 Ah!
đây. Đâu biết quá rồi đây. Thắt tiếp kìa. Ôi sao vậy? Đi hỏng. Game đấu tiếp theo đi, Mizuchi của Cell 188. Yeah!
しまったな。Sai rồi, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe và đăng ký kênh để xem video mới nhất.